Sống sao cho hết đêm này, không phải nuối tiếc. Marijuana trên tay, đến phút cuối tiếc, anh em đi theo nối tiếp. Trên khắp con phố cuộc đời có mấy khi đâu mà hối tiếc. Cuộc chơi còn đó đêm nay tao mời cả hater thêm cả popo fuck luôn ngày giờ ngón giữa mofo rap giữa đoạn đường qua dòng ô tô là nơi anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Là nơi anh em hip hop đổ bộ. Đèn ơi hip hop đổ bộ, khuyên tụi mày đừng có sự thô lỗ. Mấy em gái theo vào đây thổ lộ. Anh không dây với mấy thằng popo, ngoài kia thì dọc đời xô bộ. Có mấy thằng dân đã bị go cổ. Stay real as sport local. See, still not style with the logo. Ok nhấp máy và gọi cho dealer. Lấy một gói cũng không cần filter. Ghẻ của mày thì đang của bọn anh. Như thế mày just the real world. Yeah, check up, khuyên để bỏ lặng uống hết đêm nay. Yeah, bị bận flow vào marijuana trên tay. Sống sao cho hết đêm này, không phải nuối tiếc. Marijuana trên tay, đến phút cuối tiếc, anh em đi theo nối tiếc. Trên khắp con phố cuộc đời có mấy khi đâu mà hối tiếc. Cuộc chơi còn đó đêm nay tao mời cả hater thêm cả popo fuck luôn ngày giờ ngón giữa mofo rap giữa đoạn đường qua dòng ô tô là nơi anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Là nơi anh em hip hop đổ bộ. Hip hop đổ bộ là nơi anh em đến đây và chơi. Mấy em dưới kia là lời fan rap thì đang thả trôi. Anh thì không quen phải rock lời giả dối. Ngoài lúc hát rap để thấy anh đang nhả khói. Chơi thôi tính thì xa xôi, họ không chơi chỉ vì già rồi. Như anh thì chỉ già cối ở trong mỗi lời ca thôi. Diễn xong mệt ra rời cũng là khi mà trời đã tối. Đừng tìm anh để mà ạ ơi, cũng đừng rủ đem qua nhà chơi. Xin phép không trả lời vì đang bận đi cùng với cả đội là 16. Sống sao cho hết đêm này, không phải nuối tiếc. Marijuana trên tay, đến phút cuối tiếc, anh em đi theo nối tiếp. Trên khắp con phố cuộc đời có mấy khi đâu mà hối tiếc. Cuộc chơi còn đó đêm nay tao mời cả hater thêm cả popo fuck luôn ngày giờ ngón giữa mofo rap giữa đoạn đường qua dòng ô tô là nơi anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Là nơi anh em hip hop đổ bộ. Xuất hiện trước sàn diễn, yeah, sau đó ngồi lên bàn tiệc. Tưởng các anh để suốt ngày chỉ chơi, nhưng sự thật bọn anh đang làm việc. Yeah, đêm nay làm sơ qua đấy, khi mà xích tin qua đấy. Đứng từ phía này đã thấy, thấy tất cả mọi người đều giơ tay. Đêm nay tao mời cả hater thêm cả popo fuck luôn ngày giờ ngón giữa mofo rap giữa đoạn đường qua dòng ô tô là nơi anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Anh em hip hop đổ bộ. Yeah yeah it's real man. Là nơi anh em hip hop đổ bộ.